Minh Châu thân mến chào các bạn. Một ca khúc của nhạc sĩ Diệu Hương với tựa đề Nơi Đâu Hạnh Phúc sẽ được Minh Châu gửi đến các bạn sau đây. Hạnh phúc là cái gì? Chắc mọi người trong chúng ta tự cảm nhận lấy. Đối với Minh Châu, hạnh phúc khi mà mình cảm thấy hài lòng với bất cứ một cái điều gì xảy ra, lúc đó mình hạnh phúc. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức. Hạnh phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần. Vội vã rồi tha thiết như một ngày vừa thấy tình gần. Tình đến rời đâu đó, nhưng riêng tôi không như mọi người. Chợt thấy lòng hoang vắng như một đời sâu đắng chơi vơi. Lòng tôi ơi, đừng ưu tư, đừng lo âu. Ngày hôm nay hạnh phúc có rồi đi qua. Vòng tay xin gìn giữ thêm ngày mới đến. Ngày mai xa ngồi tiếc nhớ cuộc đời qua. Hạnh phúc dù đêm tối hay ban mai trong tôi còn lại. Còn chút tình vương vấn cho con tim đã quá mệt nhoài. Dù biết ngày mai đến mang cho tôi cơn đau thật dài, lòng vẫn chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây. Đến rồi đâu đó, nhưng riêng tôi không như mọi người. Chợt thấy lòng hoang vắng như một đời sâu đắng chơi vơi. Lòng tôi ơi, đừng ưu tư, đừng âu. Hạnh phúc có rồi đi qua. Vòng tay xin gìn giữ thêm ngày mới đến. Ngày mai xa ngồi tiếc nhớ cuộc đời qua. Hạnh phúc dù đêm tối hay ban mai trong tôi còn lại. Còn chút tình vương vấn cho con tim đã quá mệt nhoài. Dù biết ngày mai đến mang cho tôi cơn đau thật dài, lòng vẫn chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây. Lòng vẫn
chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây. Vừa rồi là ca khúc Hạnh Phúc Nơi Đâu. Minh Châu mình chúc các bạn luôn có được hạnh phúc. Và chào các bạn, hẹn gặp lại ca khúc khác.